Đây, thêm một cái này nữa là đảm bảo mọi người sẽ nhận ra luôn. Cái này là một cái rất là đặc trưng luôn nè các bạn. Đó, các bạn nhìn mình vẽ nè. Diệm gì không biết vẽ, diệm gì mà. Mình nghĩ khá là dễ thương á. Cái gì nữa đây? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những gương mặt quen thuộc, đó chính là Kai Văn Sơn, Sammy Đào, Phong Cận, Simi và Camui. Toàn là những cao thủ hội họa đó nha mọi người ơi. Để xem coi là trình độ của mọi người ngày hôm nay đã tới đâu rồi. Nhưng mà cái chủ đề ngày hôm nay sẽ là một chủ đề rất là đặc biệt, bởi vì nó liên quan tới Halloween. Halloween có nghĩa là gì? Halloween có nghĩa là phải kinh dị nha mọi người. Rồi, ok, bắt đầu đây nào. Yes, bây giờ á mình sẽ nghĩ ra một cái chủ đề nào đó liên quan tới những thành viên Hero Team luôn, nhưng mà mình sẽ thêm một cái gì đó kinh dị vào nữa. Đây, mình sẽ check ra chủ đề nha. Ok, mình đã xong rồi các bạn ơi. Ôi, tôi nghĩ chủ đề hơi buồn cười luôn á. Okay. Cái gì vậy bà nội? Cái gì đây? Bây giờ mà mình nhận cái chủ đề gì đây? Ai, bởi vì là cái chủ đề của mình nó dễ quá cho nên là bây giờ mình sẽ lên Google để coi coi là cái này nó dễ như nào. Em hơi khó thật. Trời ơi, cái chủ đề thiệt luôn á, một chủ đề thôi mấy bà ơi, mấy bà cho gì đâu, một chủ đề phải vẽ tận 2-3 cái mới ra được chủ đề của mấy bà. Đây là còn cho tổng hợp nha. Ai ăn cũng cho tổng hợp nha. Gì hả? Có trò tổng hợp luôn hả? Tổng hợp có nghĩa là ví dụ như là phải vẽ, ví dụ như là cây gon rồi sau đó thêm Phong Cận rồi thêm mấy tờ dịch đó đúng không? Không, không chỉ thế đâu, là cả Hero Team em. Trời ơi, ai ra cái chủ đề án dữ vậy? Thì Halloween thì mọi người phải ra trời ơi. Halloween thì mình phải mình vẽ đơn giản, mình lại nhỏ nhỏ thôi, mình vẽ người que cũng được, mình kinh dị là kiểu ví dụ lên là 2 đầu. Chị đâu vẽ người que luôn nè. Tất nhiên gì mà nhận thì em nghĩ là quá tuyệt vời luôn. Ồ, đây rồi các bạn ơi, mình đã biết á làm sao để có thể vẽ được cái này rồi, quá là dễ. Đây thực ra cũng là một cái chủ đề rất là khó với mình luôn á nha, nhưng mà với cái sự tài năng, cái sự VIP pro của mình thì cái này cũng dễ thôi. Ôi, mình nói sao bây giờ thời gian qua được một nửa rồi. Không kìa. Gì vậy vậy? Ok, xong rồi. Tôi cũng xong rồi nha, Ê, em tưởng đó là thời gian nó còn nhiều lắm cho nên là em ngồi em xàm bây giờ. Oh my god. Ê, nói nhiều quá, nói ít thôi, nói nhiều. Tôi vẽ vừa ai hiểu không hiểu thôi nha, tại vì tôi cũng chẳng biết vẽ sao nữa. Mình phải tự tin vào khả năng của mình chứ đúng không cả nhà? Không, tôi không tự tin ra, cái này thì ra tôi không tự tin nha. Vậy Halloween vẽ càng xấu càng tốt, tại vì chủ đề nó phải kinh dị, nó phải sợ sợ đúng không? Ủa, kinh dị liên quan gì đến càng xấu càng tốt? Ủa thì nó phải sợ sợ, nhìn ui thấy ghê có tranh gì đâu mà nhìn không ra luôn á. Sợ. Hy vọng là cái này mọi người sẽ nhận ra được mình vẽ cái gì. Mọi những người vẽ xấu luôn luôn có một từ đó chính là cái gì nữa đây? Khoan, cái này là ai ta? À, cái này chắc chắn là người này rồi. Nhìn cái nét này tôi nghĩ đây là Sammy vẽ. Sammy hay không thì tí nữa mình biết đúng không chị gái? Trời ơi, Sammy vẽ hơi bị đẹp nha. Ồ, chủ đề này dễ. Cái này là cái gì ta? Này cái không biết vẽ sao đây mà. Ủa sao kinh dị mà qua ra tôi thấy cũng chủ đề cái liên quan đến sự dễ thương đáng yêu ở đây nhỉ? Cái này của mình thì quá dễ luôn các bạn ơi, bởi vì mình chỉ cần đơn giản vẽ một cái hình tròn rồi sau đó là thêm họa tiết thôi là chắc chắn mọi người sẽ nhận ra liền. Mong vậy Kai ơi. Thật ra là cái đó là mình gáy ra mấy bạn, chứ mình cũng không có tự tin vào cái khả năng hội họa của mình lắm. Ây chà, mình thấy là mình vẽ nó hơi kỳ rồi đó. Đúng thật là mình không nên tự tin quá các bạn ơi. Nói chung trong cái game này nha, mà mình mà gáy cái gì là thấy bắt đầu thấy có chuyện liền á. Không sao, làm được. Đây, thêm một cái này nữa là đảm bảo mọi người sẽ nhận ra luôn. Cái này là một cái rất là đặc trưng luôn nè các bạn. Đó, các bạn nhìn mình vẽ nè. Đó. Mình chỉ cần thêm cái này thôi. Rồi, ok. Xong, mình là người xong đầu tiên luôn nha các bạn ơi. Wow, như mọi người có vẻ cũng hơi khó khăn trong cái bài vẽ của mình nhờ. Không biết mọi người vẽ tới đâu rồi nhờ. Mọi em đầu tư nên là hơi lâu tí thông cảm. À thế à? Maybe là cái này đúng nha, tại vì cái chủ đề của tôi người ta còn thắc mắc lắm mọi người. Maybe người ta còn những maybe nữa, ta hơi hoang mang nha. Có nghĩa là cái người mà đưa ra chủ đề còn phải hoang mang về cái đó đúng nữa. Rồi. Trời ơi. Nói chung là nãy giờ là mình nhận cái chủ đề gì tào lao không, mọi người không biết nó là cái gì luôn á. Còn người cuối cùng kìa. Còn một người cuối cùng kìa. Xong rồi em. Tôi đã xong cái chơi. Vẽ cái gì vậy trời? Ủa cái này gì? Gì vậy? Cái này là ai vậy? Đây là dễ gì trời? Chắc là tôi đấy nha. Phải không? Mình đoán cái này sẽ là cái này. Ok. Okay, mình đánh cái này sẽ là cái này. Thì chị, người ta coi clip người ta mới hiểu rồi chị. Chị sôi quá trời ơi. Tôi đoán cái này sẽ là cái này. Ok. Mà mui nè, nó hết cả khịa ta. Cái này nó hết sắp hết thời gian rồi kìa, sắp hết thời gian. Ok bạn ơi, và cuối cùng là mọi người cũng đã vẽ xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tác phẩm của người nha. Đầu tiên đó chính là tôi ra một cái chủ đề rất là hấp dẫn luôn. Đó chính là Phong Cận ma cà đầu. Biết gì giấu không? Ủa, nhưng mà mình ghi vậy là bạn cũng hiểu rồi mà. Phong Cận ma nói trong một cái dễ bạn ơi. Wow, Cận xanh vẽ chứ. Em đâu có vẽ đâu chị, gì kỳ dính những nước đẹp ơi. Vẽ một cái là nhận ra liền. Ê nhưng mà cái tóc của Phong ngầu nha. Mình thấy Sim vẽ cái tóc Phong đúng ngầu luôn á. Xin lỗi nha, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mình tưởng đâu đó là con khủng long các bạn. Trời ơi, trời ơi, tôi nhận không ra Phong luôn á. Phong đầu chọc có tóc ít ba cài đồng. Tôi đây luôn. Em cũng suy nghĩ là trời ơi đây là Phong Cận phải không? Hay là ai khác? Tại không có cái ý. Em hình như Phong quên mất cái mắt kính của Phong luôn nha. Điều quan trọng nhất nè. Đúng rồi, may vì người khác rồi đó. Nhưng mà tính ra là chủ đề của mình cũng được mọi người nhận ra chứ. Cũng được. Ok, tiếp theo là của Sammy Đào. Theo routine của chị. Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Cái chủ đề mà ác dữ chưa? Halloween mà chị ác một lần đây. Escucha las palabras de las brujas. Là chính chị chưa? Mười. Chị nhìn nè, chị nhìn cái của em nè. Em nhìn nó giống như là cái cơn bão vậy đó. Trời ơi. Rồi tới Simi lại. Lần nào á Camui cũng là người phá tim hết mọi người ạ. Bạn chắc chưa? Chắc chắn. Thật ra là cũng đúng nhưng mà Sam đưa ra cái chủ đề này nó căng quá. Nó cũng hơi căng. Cực kỳ chung mà không thể biết vẽ cái gì hết. Nó cũng hơi căng á. Tính ra dễ lắm luôn á, chủ đề Halloween dễ, ví dụ như là Phong Cận đầu lâu hay là Camui gọi là hóa trang cà rốt kinh dị. Không bây giờ một phát em phải ghé 6 người đi. Tại vì em đang muốn người vẽ Sim nhưng tiếc ghê đó. Không ơi, kinh dị có nhiều kiểu kinh dị lắm, tại chị không biết vẽ thôi. Thôi chúng ta tạm dừng đi, để xem tiếp tục anh Phong Cận nha. Ra chủ đề đây, cà rốt búp bê Annabelle. Rồi tôi coi những chủ đề này nha. Rồi nha. Kinh dị lắm luôn Kai ơi, chứ thật luôn. Nhận cái bức ảnh là chị đứng tim đó Kai. Kai vẽ con gì á Kai? Con gì á? Ơi đúng nè, Kai Ron Annabelle búp bê kinh dị đúng nè. Trời ơi, bà phá tim á. Đây coi Simi nè, ra gì đây? Ủa chị ơi, chủ đề của em được điểm. Chủ đề của Phong, chị đâu rồi, chị làm vui với vậy. Chị vui thay cho em không được à? Không được, em vui tự vui ai cần thay. Chủ đề của Phong á là cũng có được 1 điểm nha. Tiếp theo là Simi. Tôi ngờ luôn á, tôi mà nhận. Simi cười, biến ngột cười. Dễ thương lắm luôn á, nghe tôi vẽ hơi bị cưng. Wow, đáng yêu. Mẹ hơi bị đẹp mọi người, xin biết không đó. Em may cho mọi người là cái người trả lời là Phong Cận nhá, chứ còn Mui thì sẽ trả lời khác nha. Ôi trời. Anh em phá tim thì bả lại. Anh em thấy mình dễ vậy chuẩn lắm anh em. Đó, vậy chuẩn lắm. Cũng nhìn luôn. 10 điểm nha, nhìn phát ra luôn. Mời. Trời ơi, để nó vẽ đi ra luôn đó kìa. Tiếp theo nè, đây cây của Camui mới hóng nè. Camui tiên tại nghĩa địa. Tôi biết ngay mà. Bà ơi, bà để là Camui tiên thôi được không? Tại nghĩa địa làm gì vậy? Em chủ đề chứ làm. Em mệt lắm. Chưa, Halloween, người ta đang dễ thương Halloween. Đừng nghe đẹp của tôi đâu. Không có dễ kịp. Bà đi bà tự dễ đi. Camui tiên nữ, tiên răng. Tại sao chị nói tiên nữ thì em về luôn. Này Sam dễ ai. Giờ tôi gọi là kia là Camui tiên bướm này là. Em vẽ mà. Em thầy em mà chắc bất anh có điểm nè. Em sẽ biết cái điểm. Phong có điểm nè, Kai có điểm nè, trời ơi. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ đến với trận thứ hai, nhưng mà trận thứ hai này á mình gọi là yêu cầu tất cả mọi người vẽ thật kinh dị. Kinh dị hả? Đúng rồi. Hồi nãy giờ là chủ đề Halloween nhưng mà vẫn còn dễ thương nha. Bây giờ sẽ là kinh dị thật sự luôn. Let's go. Kinh dị luôn hả? Ok. Rồi, bây giờ chủ đề kinh dị thì mình nghĩ rằng là mình sẽ cho cái này nữa bạn. Đó, mình cho cái chủ đề này mình đảm bảo là mọi người sẽ biết cách nên vẽ như thế nào luôn. Ôi trời ơi. Còn nếu mà không thì thôi. Tôi thích dìm em tôi nè, mọi người thông cảm nha. Nghe gì mà dìm dìm đấy. Dìm cái gì? Dìm gì không biết vẽ, dìm gì. Ok, đây là mình nghĩ khá là dễ thương á. Gì đây? Cái gì đây? Ủa chủ đề gì đơn giản vậy trời ơi. Mà có duyên dữ rồi. Mình nhận được một cái chủ đề rất là khó luôn á. Trời ơi. Đây mình cho mọi người, mình sẽ vẽ chủ đề ra cho mọi người vậy ta. Mình spoil chắc là nó là nối đoán bắt chữ nha. Đó nó là mình cộng lại cho mọi người. Rồi mình nối đoán bắt chữ ghê vậy. Bà này bà nói gì không hiểu gì vậy? Nói chung là tôi cũng không hiểu sao nữa thì không ai hiểu nha. Nói chung là em màu mè hơn. Đó màu mè hơn, mọi người nhớ nó màu mè nha. Đó, mọi người nhớ nha, tiêu chí của dòng này của chúng ta đó chính là phải kinh dị thật sự nha. Là kinh dị nha, chứ không phải là dễ tiên bướm là như Camui nè, biết không? À không, em nhắc khéo thôi, nhắc thế thôi. Hồi xưa chúng ta hay chơi cái trò là gì ta đốt chữ ra đống mờ đó mấy bạn. Đó, vậy mình chơi đống chữ nha. Đó, cộng vô này nó vẽ hai hình nha, tôi vẽ hai hình nha. Tôi không biết ông bà nào nghĩ ra được cái chủ đề khó thế. Khó đây là tôi dễ nha, dễ lắm luôn á. Ok, bây giờ mọi người nhớ nha, bây giờ ai bảo dễ tí nữa ra cái chủ đề của người đó là coi như cái chủ đề này nó khó đến mức là không thể vẽ kinh dị được luôn á, dễ kịp thôi đã khó rồi, đừng có vẽ kinh dị. Chủ đề chắc chắn của Simi luôn. Tôi sao mà nha. Mấy bạn ơi, dòng này mình phải tập trung mấy bạn ơi. Nên này hết đùa rồi mấy bạn ơi. Rồi. Xong. Thôi mình xin lỗi mọi người nha, mình không vẽ được rồi mọi người ơi. Tôi xin lỗi cả nhà. Nói đúng chính xác luôn. Đúng luôn. Đó là không vẽ được lần sau. Đúng luôn, chỉ cần 2 từ thôi. Xin lỗi mọi người, tôi vẽ không được. Không dễ Sammy, không có dễ nha. Tại sao không dễ nha? Em vẽ vậy em nói ý là em vẽ vậy thôi mọi người chứ em muốn chủ đề này là em làm cái chủ đề của em cũng không dễ thế nào nha. Tôi xin lỗi cả nhà. Ủa ai vẽ cái này mà ấn tượng với ta. Đây là ai đây? Đúng không? Tóc màu xám. Nhưng mà có cái sừng của họ thì là Kairon hay là Sammy không biết đâu. Sao rồi nhá cả nhà yêu ơi. Xong rồi. Ai vẽ cái tấm này ấn tượng với ta. Hề luôn á. Gì vậy ta? Tôi hơi hoang mang cái tấm này, tôi có thêm nha mọi người. Tôi không biết cái này nha. Tại vì trời ơi. Ok mình sẽ vẽ siêu ấn tượng tấm này. Cái chủ đề gì mà khó dữ vậy? Cái con này thì vẽ sao trời? Ok tôi sẽ vẽ tấm này siêu ấn tượng luôn. Tại đó mình khá thích cái kiểu này. Cho hỏi là chủ đề kinh dị, chủ đề siêu khó gì trời ơi. Chủ đề kinh dị mà mấy ní. Ra tan chủ đề tào lao. Tôi sẽ vẽ theo ảnh mẫu của tôi mới như thế nha. Đó bắt đầu phá game nữa đó. Thì thế nào nó phá game? Cái này khó quá, dữ vô rồi. Tôi nói kinh dị chứ tôi đâu có nói là khó đâu. Thời gian thì sắp hết rồi, nhưng mình vẫn chưa làm được cái gì hết đó mấy bạn ơi. Dạ con yên tâm, cái này là với tôi là mọi người nhìn một phát ra luôn. Hứa? Thiệt không? Thiệt. Còn không nhìn ra là thôi. Tôi cảm thấy hôm nay tôi vẽ là bị hiểu rồi. Tôi không hiểu nhưng mà cảm giác hôm nay vẽ nó rất là nha, nó rất là mệt nha. Đẹp nha, đẹp nha. Ai vẽ được cái này đẹp như vậy chứ? Wow. Ôi. Là Sam ở đây, Sam nãy rất là tự tin đó mọi người. Ai vẽ được cái chủ đề này ấn tượng nha, ấn tượng nha. Ok các bạn ơi, và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết mục chấm điểm. Và cái màn này mình đang rất là hóng bởi vì là mình đã ra một cái luật là sẽ vẽ kinh dị và để coi coi cái sự kinh dị của mọi người sẽ như thế nào nha. Đầu tiên đó chính là bắt đầu từ tôi, Kujon, Sammy. Vậy là mình đoán được. Bữa trước ta đây là Kai chứ không phải là Sam à? Không chị, trời ơi, đó. Trời ơi, đúng kiểu em nhận cái tấm này em đi. Em vợ hoang mang tí, nói đâu mà cũng đúng. Nhìn hơi ba trợn xíu nhưng mà cũng ok. Được. Ba trợn ấy đi. Ủa chị không biết ba trợn hả? Không. Thôi vậy thôi. Wow. Đẹp nha, đẹp nha. Chi tiết nè, Phong vẽ này rất là chi tiết nha bạn ơi. Ok. Ôi à, tôi vậy. Đúng rồi, anh Phong Cận mà. Em tự hào về anh quá anh Phong Cận ơi. Mặc dù á là tôi không biết vẽ, cố gắng chỉnh chu hết mức có thể. Đâu như ai kia. Đúng. Nhìn phát là người ta biết liền. Ủa, em nói là ai kia phải nói chị đâu, chị Dột hả? Dột hả? Dột đúng không? Dột đúng không? Ê, bây giờ chúng ta đến với của Sammy đi nhờ. Sammy Đào. Ok. Không biết ai vẽ chủ đề tôi sao, chủ đề của Sammy đó chính là Sammy ác chị tay không vậy? What? Chủ đề quá ác luôn. Chủ đề quá ác luôn. Tuyệt. Xong rồi. Mình nhìn cái chủ đề này mình không biết phải vẽ như thế nào luôn á và mình kiểu. Tôi bảo tôi không biết con này là con gì. Tôi phát hiện là từ nãy là chủ đề của Sam thường rất là ác nhá. Ủa em không biết. Sammy á, Sammy bị một cái á. Em sẽ nhận được. Sammy bị một cái á là Sammy viết chủ đề nó rất dài dòng và nó rất rối. Ôi chị mong là người nhận là Simi hiểu không? Tôi luôn có nghĩ ok chắc em chủ đề sẽ Sim nhận nhưng mà tới đây mình nghĩ là người khác thì chơi. Đây nè, để coi Phong này. Sam mẹ của đâu? Ôi. Đúng rồi đó. Ôi, hay đây. Ôi. Wow. Bóc dưới đây. Đẹp. Tôi không nhiều người như này nè. Wow. Thực ra là cái này là cũng đúng đó nha các bạn. Nãy vừa đó, nhưng mà tiếc là tác và đúng nó cũng hơi khác nhau tí nên là buồn quá. Ôi, mà Phong nhận ra được cái hình của mình bất ngờ lắm luôn á. Ok, đây tới Phong nè. Chủ đề của Phong đó chính là ma sói luôn á, ma sói nhìn bình thường luôn á. Đó, tôi chơi chữ mà thôi. Tôi vẽ chơi chữ đó. Rồi. Chủ đề ma sói. Ồ, vậy là cái hình này là của Camui. Đúng rồi. Wow. Cái này là thẻ bài ma sói. Nếu mà bạn nào mà không biết á thì cái này chính là thẻ bài ma sói đó nha các bạn ơi. Đó. Nếu mà bạn nào mà đã từng chơi ma sói rồi thì bình luận bên dưới cho mình biết nha. Hero Team hồi trước cũng hay chơi trò này lắm nhưng mà giờ hết chơi rồi. Giờ gì quá không chơi. Ok. Thật ra hồi nãy á là Kai nhìn cái của Camui, Kai tưởng nó là phải Sim hoặc Sam vẽ đó hoặc Phong luôn á. Không. Ủa gì mà không tại bình thường Nguyên. Bộ này lên tay lên. Ôi. Tôi biết ngay chủ đề của Simi rồi. Thề luôn, ai vẽ ác lắm luôn, mọi người xấu lắm, em biết cái trận đó nhưng mình biết đúng. Rồi. Em nghĩ cái này là chị nên sẽ nghĩ là Sam sẽ vẽ mình cầm với tao kheo Phong Cận nữa. Không, chị không nhận được chủ đề em ơi, chị nhận được chủ đề chị mừng em ơi. Chị được vì ai chị nhận bởi ai em ghê lắm. Phong Cận vẽ hình này là cũng khá là dễ nhận biết đó nha. Mèo Simi nướng Phong Cận rồi ok. Đây, trời ơi ác quỷ đây rồi trời ơi. Ai vẽ gì cái? Không biết vẽ gì nào đó. Tại vì mình không biết vẽ gì nào hết, sorry. Ê, cũng đúng đó. Em phải dùng hết 100 IQ của em để em nhận ra. Đây, chủ đề mình thống nhất luôn là của Camui. Chú hề Phong Cận đang nhảy. Trời ơi. Simi. Đẹp. Cái này của Sim vẽ. Đúng dễ thương luôn á, Sim vẽ đúng dễ thương luôn á. Còn chúa hè, ông này còn ghi tên chúa hè đó thấy không? Wow. Đẹp. Phong Cận chú hề kinh dị. Wow. Hình như là trận này của chúng ta là 5 người đều có điểm luôn các bạn ơi. Wow. Lần đầu tiên trong lịch sử 5 người đều có điểm. Wow. Ok các bạn ơi, và đó chính là Gartic Phone chủ đề Halloween của chúng ta ngày hôm nay. Nếu mà các bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại cho mình một nút like, share và subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Bye.